Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo chương trình truyền hình Vĩnh Long trưa nay là chương trình nghệ thuật trang điểm. 11 giờ 15 phút khéo tay hay làm hướng dẫn làm món gà nướng lá dứa. 11 giờ 31 phút phim truyện Trung Quốc tứ đại. Đây Ngọc quay Ngọc. Ngọc quay mặt cái Ngọc. Chuyện làm bốn phương. Ngọc. 13 giờ theo nè 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 anh Chí kìa, Chí kìa. Bây giờ con nói đi sáng rồi nha Ngọc. Theo dõi nội dung chương trình. Nói lớn à. Trọng điểm. Ban lãnh đạo công an quận luôn quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm trong mọi tình huống, làm trong sạch địa bàn, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn bán hoặc chợ lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đường mất vẻ mỹ quan của thành phố, xây dựng các tuyến đường phố đẹp an toàn, chủ động phân công lực lượng đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận từng bước ổn định. Qua công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, quần chúng nhân dân đã tích cực tố giác tội phạm, từ đó đã giúp lực lượng công an ngăn chặn các loại tội phạm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của toàn quận. Tuy nhiên, tình hình số đối tượng cai nghiện ma túy người lại tái nghiện và phạm tội tăng cao diễn ra phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an phải có những biện pháp đấu tranh tích cực để kịp thời ngăn chặn loại tội phạm này. Trong đợt này là công an quận chú trọng công tác xây dựng lực lượng, có nghĩa là